Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã tiếp tục trở lại theo dõi kênh của My. Hôm nay nhân dịp đầu năm thì My xin xem bói tí. My đùa thôi chứ My muốn chỉ các bạn là xem, tự xem cho bản thân mình xem là mình có cái tướng giàu sang hay không ha. Đó thì có những người á, người ta giàu á là do người ta gieo một cái duyên, một cái phước lành gì đó mà từ những kiếp trước đã được quy định là kiếp này họ sanh ra là họ phải giàu. Đó, họ sanh ra thì cái cơ thể của họ có những cái dấu hiệu để biết được, cho biết được là tương lai người này thế nào cũng sẽ giàu. Mình làm cái gì đó lai hoay như thế nào đó nhưng mà cuối cùng họ cũng sẽ giàu được sung túc ha. Thì những người có được cái tướng như thế nào đó thì sẽ là được giàu ha. Thì người á mà có rốn sâu các bạn, cái rốn của mình á mà nó sâu nó tròn ha, là người đó sẽ được sung túc đó, được sung túc, giàu có, thuận lợi ha. Rồi nữa là kế tiếp á là đùi to nè, đùi to đó, có những bạn á là cứ không có tự tin là nói mình bị đùi to thì mắc cỡ ngại, nhưng mà thật ra đùi to lại là cái quý tướng ha, là cái chân của mình á là cái phần trụ của cho cả cơ thể, cho nên nó là khi mà cái đùi của mình to thì cái giống như cái trụ nhà, cái nền nhà, cái móng nhà của mình to đó thì cái nhà đó nó mới chắc, đúng không? Thì cái cơ thể con người của mình cũng như thế, cái đùi to thì sẽ báo hiệu một cái sự vững vàng cho cái phần cơ thể của mình, đó là mình sẽ được cái sự giàu có sung túc ha. Rồi á, người mà có hông nè, có phần hông, cái vòng ba của mình á mà nó tròn đầy đặn á ha, đó thì cái người đó cũng sẽ được sung sướng nè, sẽ đi đến đâu cũng có quý nhân giúp, rồi mình lấy được cái người chồng họ cũng biết thương yêu mình, lo lắng chăm sóc cho cái đời sống của mình nó cũng được sung túc rồi đầy đủ ha. Đó rồi kế tiếp nữa là cái lòng bàn chân, cái lòng bàn chân của chúng ta mà được mịn nè, hồng và tròn đầy, đó là có những người cái lòng bàn chân á lại là bị hởm nha, bị hởm nha các bạn. Đó, mình nó có những cái người nhìn cái bàn chân của họ rất là khắc khổ luôn, ốm nè, xương xương nè, mà cái bàn chân không có thịt, bị xương á thì nhìn cái chân của họ không có đầy đặn á thì đúng là cái số của người đó, họ phải bôn ba vất vả. Rồi ngược lại những cái người mà có lòng bàn chân đầy rồi hồng mịn nha, màu hồng mịn, hồng mà màu trắng mà trắng hồng á các bạn, nhìn nó mịn màng, nhìn nó tươi nhuận á thì đó là cái dấu hiệu tốt, là cái người đó cả đời họ họ sẽ được an nhàn. Đó, ở nhà thì cha mẹ nuôi, mà ra đời hoặc là lớn lên chút xíu á thì có những cái quý nhân họ tới họ giúp, rồi công việc của họ cũng được thuận lợi, nếu mà có vợ á, mà lấy vợ thì lại được vợ nuôi nữa ha. Đó, và quay lại cái người á mà cái chân ốm nha, cái chân ốm ốm yếu, cái phần trên của cái cơ thể mình á nó to nó nặng nhưng mà cái phần trụ của mình hay cái chân mình nó lại ốm yếu ha, thì những cái người đó ngược lại họ rất là khổ, rất là khổ luôn, họ làm mãi mà họ không có dư các bạn. Cho nên là những cái bạn nào mà lỡ mà bị cái chân mình như thế á thì mình nên nghiêng về cái việc là mình phải tập luyện sức khỏe, rèn luyện cơ thể mình. Và những cái người mà chân ốm yếu như thế là cũng báo hiệu là cái người đó cái sức khỏe họ không tốt, cái chân âm họ yếu, họ không có nguyên khí, thiếu nguyên khí, rất là dễ bị bệnh luôn, rất là dễ bị bệnh ha. Thì những người như thế là mình nên tập đặc biệt
tập trung tập nhiều cho cái phần chân của mình ha, rèn luyện sức khỏe làm sao để cho cái chân của mình nó to lên, cái đùi của mình nó to lên. Thì bây giờ cái chuyện mà tập gym đồ này kia để làm cho đùi to chân to là cái chuyện rất là bình thường, rất là dễ dàng trong tầm tay luôn. Và mình thì lúc nào mình có bị cái chân ốm yếu hay là không gì á thì chúng ta cũng nên rèn luyện sức khỏe thể dục để cho cái tăng cái chân âm, sức đề kháng của chúng ta mỗi ngày ha. Cái đó là một cái thói quen tốt và một cái điều để chúng ta bảo vệ sức khỏe cho chúng ta hiện tại và tương lai mà chúng ta không phải mất tiền. Tại vì khi mà chúng ta bị bệnh rồi, chúng ta đi bác sĩ, chúng ta đâu có trả giá được là giảm giá cho tôi cái tiền thuốc này đâu, đúng không? Cho nên là chúng ta ngoài là cái việc ăn uống điều độ, bổ sung cái dưỡng chất đầy đủ cho sức khỏe, thì chúng ta cũng dành 20 phút hoặc là 15 phút mỗi ngày, dù bận rộn nhưng mình hãy tập luyện ha. Và những cái người mà bị chân yếu như thế á là nên tập trung tập chân rất là nhiều, tập mỗi ngày luôn, như là chúng ta tập squat đó. Squat là thục dầu á, hoặc là tập cái âm dương khí công của Thiền Tôn Phật Quang. Mình tìm ở trên YouTube đó, những cái bài âm dương khí công của Thiền Tôn Phật Quang đó thì cũng giúp cho tập chân và khắc phục được cái tình trạng mà chân yếu á các bạn. Và quay lại tiếp á là cái người á mà có mắt sáng nè, mắt sáng rồi phúc hậu, nhìn cái ánh mắt của họ lại là rất là phúc hậu, hiền hòa ha, nhưng mà lại có quy lực nha. Đó, mắt sáng, phúc hậu nhưng mà có quy lực, có quy lực ha. Thì những cái người đó lại là những cái người họ có cái tinh thần rất là mạnh mẽ và họ làm cho người khác nhìn vào họ thì có cái sự thuyết phục. Đó, có cái sự thuyết phục cho nên là họ cũng may mắn thuận lợi trong cái con đường công ăn sự nghiệp, công ăn việc làm của họ và sự nghiệp của họ. Đó, cho nên những người mà có được cái đôi mắt đẹp mà sáng mà thần thái quy lực kiên quyết đó ha các bạn, thì lại rất là sau này sẽ giàu, họ có cái hậu vận rất là tốt. Và có những cái đôi mắt á các bạn dòm á, tuy là nó đẹp nhưng mà nó lại là mắt lệ đó, mắt lệ nha, là mắt mắt ướt á, là cái người đó là đa sầu đa cảm ha, sống tình cảm, dễ bị xúc động. Thì cái những người như thế mà có đôi mắt mà lại không có quy lực, không có quy lực ha, đó, không có thần thái, không có quy lực thì cái tinh thần họ lại bị yếu các bạn. Ngược lại ha, mặc dù là đôi mắt đẹp nha nhưng mà cái tinh thần họ lại bị yếu thì họ lại lụy tình ha, những người đó rất là khổ về tình cảm đó. Cho nên là những cái người như thế á thì không phải là họ giàu đâu. Ừ thì họ cũng có cái ánh mắt đẹp đó, thì có thể là cuộc sống hàng ngày của họ, cái đời sống vật chất của họ cũng là no đủ sung túc, nhưng mà họ rất là khổ, rất là khổ tâm vì tình ha, vì cái chuyện tình cảm. Cho nên là những người như thế thì mình nên sám hối cầu nguyện ha, sám hối cầu nguyện, ngồi thiền đó, trải lòng từ bi nhiều hơn đó, làm phước nhiều hơn và lại Phật, lại Phật nhiều hơn ha, lại Phật nhiều hơn, để cầu nguyện với Phật là xin cho cái ánh mắt của con được thay đổi, nó có quy hơn, nó có thần thái hơn, cho con có được cái sự quyết đoán trong những cái cách cư xử xử lý trong đời sống hàng ngày của con. Thì từ từ mà các bạn cầu nguyện như thế đó, 3 năm, 5 năm sau cái ánh mắt của các bạn sẽ thay đổi liền ha. Nó rất là hay. Và cái ánh mắt cũng chính là cái vận số của cuộc đời chúng ta. Các bạn để ý đi, khi mà những người á họ đang sung túc, họ đang giàu có, họ đang gặp thời gặp may mắn ha, nhưng mà tự nhiên á mình gặp lại họ, mình thấy cái ánh mắt của họ nó khác đi, nó buồn, nó buồn rồi, giống như là nó tối lại á các bạn, cái ánh mắt nó bị tối lại, và cái phần thái dương nè, cái phần trán này ở trên của mình này ha, đó, cái phần này của mình nè tự nhiên nó bị tối lại, nó thay đổi, nó không có tươi nhuận nữa, thì sắp tới báo hiệu là trong vòng một tháng
hoặc là trễ nhất là 2-3 tháng thôi, là cái người đó sẽ phải có một cái nghiệp gì đó, có một cái biến cố gì đó ập tới với cuộc đời của họ, với gia đình của họ, người thân của họ đó. Cho nên là cái ánh mắt của chúng ta rất là quan trọng luôn. Mình hãy cố gắng mình luyện làm sao để mình có được một cái gương mặt thần thái, một cái ánh mắt hiền hòa từ bi nhưng mà là có lực ha các bạn. Đó thì những người mà ánh mắt đẹp như thế thì họ sẽ giàu, họ sẽ giàu. Rồi thêm một cái nữa là mài ngài đó, ông bà mình hay nói là mài ngài đó. Đó thì mài ngài là sao, là cái chân mài của mình á, cái chân mài của mình nè, là cái lông mài của mình á, nó đều, nó đen, nó dày nhưng mà nó mịn nha. Cái lông mày của mình á, nó phải mịn, nó đen và nó dài qua hết, nó dài qua được mà qua tới cái khóe mắt của mình, ở đây qua khỏi cái mắt của mình, cái vòm mắt của mình luôn. Là những người đó các bạn thấy ý, họ sẽ rất là giàu luôn, họ sẽ rất là giàu, đường công danh sự nghiệp của họ rất là mở rộng luôn đó. Họ đi tới đâu là họ có cái quý nhân tới đó, gọi là mài ngài ha. Nhưng mà ngược lại cũng có những người cái chân mài họ rất là rậm rạp, họ rất là đen đó, nhiều nhiều lông, chân mài cũng dài cũng đen nhưng mà cái lông chân mài của họ lại là khô, gọi là sơ sát, là khô quá, nó không có mịn, nó không có đẹp á các bạn. Thì những cái người đó ngược lại lại là những cái người mà họ gia trưởng nha, họ độc tài, họ gia trưởng đó, họ độc tài, họ gia trưởng, và ở trong cái nhân cách của họ, cái nhân phẩm của họ, họ có cái tâm ác, có một cái điểm gì đó, cái tâm của họ họ rất là có một cái điểm gì đó, có cái lỗi gì đó ở trong cái tâm của họ, những cái người đó đó. Đó là mình chú ý cái đó đó. Không phải là cái chân mày đậm dày mà là tốt đâu, là cái lông chân mày cũng rất là quan trọng, nó phải hài hòa với cái khuôn mặt của mình, rồi nó phải mịn phải tốt ha, thì báo hiệu là cái đó là một cái quý tướng. Rồi kế tiếp nữa là cái chân mày của chúng ta nè, khi mà những cái bạn mà kinh doanh á, buôn bán á, mà mình hay kinh doanh buôn bán mà không được thuận lợi á, thì do là cái đầu chân mày của chúng ta nè, hai bên đầu chân mày này nó gần nhau, có những người á là hai cái đầu chân mày chụm lại với nhau luôn nha, đó chụm lại với nhau, thì cái đường công danh sự nghiệp của mình á, nó sẽ dễ bị gặp trở ngại, cản trở ha, việc kinh doanh hay là cái công việc của mình. Cho nên là mình hãy tỉa cái đầu chân mày này cho nó xa ra tí, nhưng mà nó xa quá thì cũng không tốt, cái gì nó cũng vừa phải thôi đó. Thì các bạn hãy thử ha, mình hãy thử thay đổi cái phong thủy ở trên cái gương mặt của mình chút xíu ha. Rồi á, cái tiếp nữa là cái trán của cái người nào đó mà rộng nha, trán rộng mà đầy đặn ha, trán rộng mà đầy đặn, trán rộng với lại trán cao là khác nha các bạn. Đó, những người trán cao á, là mình hay nói những người trán cao là bị hói á, bị hói nhẹ, là những người đó mình thấy là họ rất là tính toán luôn, tính toán rất là giỏi, và họ có cái tâm là cái tính là khôn lõi á, tính tính hơn thiên hạ đó ha. Thì cái trán cao là như thế, nhưng mà thực chất là những cái người đó vẫn là những cái người mà thông minh, học thức cao đó. Nhưng mà ngược lại, chính vì họ thông minh, họ học thức cao đó, họ rất là nghiêm khắc, họ rất là chỉnh chu, rất là nghiêm khắc, nhưng mà ngược lại họ có cái sự tự cao đó. Mi để ý có những người á, họ cái trán cao, họ thông minh lắm, khi hỏi cái gì họ cũng biết, kiến thức họ rất là sâu rộng luôn, nhưng mà họ có bản ngã rất là cao, họ tự cao tự kiêu ha. Đó là cái trán cao đó. Còn cái trán rộng là sao, có nghĩa là cái vòm trán này của mình nè, vòm trán này của mình nè, nó rộng ha, như trán của Mi là bình thường thôi, không có rộng đâu, nhưng mà nói chung là cũng tạm tạm được ha. Nhưng mà cái vòm trán mình nó phải rộng nè đó, cái vòm trán mình phải rộng, cái thái dương của mình nó phải rộng ra và nó đầy đặn luôn, nó đầy đặn, nó có thịt, nó tròn đầy đó. Khi mà cái trán mình nó rộng mà nhìn cái phần trán này mà nó hơi nhô nhô ra các bạn,
đó, cái phần trán này mà nó hơi nhô nhô ra mà nó đầy đặn qua tới cái phần thái dương này của mình luôn á ha. Đó, cái phần thái dương này rất là quan trọng, cái phong thủy, cái trán và cái thái dương này rất là quan trọng luôn. Nó đầy đặn, nó tròn đầy là báo hiệu là chúng ta sẽ về sau có sẽ được cái cuộc sống an nhàn sung túc. À, đảm bảo đó, nhà cửa, nhà cao cửa rộng, rồi giàu có ha. Đó rồi kế tiếp nữa nha, kế tiếp nữa là cái mũi đó, cái mũi của chúng ta, cái mũi trên cái khuôn mặt của chúng ta, nhìn vào cái mũi nó rất là quan trọng. Cái mũi nó chính là cái trụ trụ chính của cái khuôn mặt chúng ta nha các bạn. Đó cho nên nhìn vô là mình thấy cái mũi trước thôi đó. Nên mà cái mũi của cái người mà cao, mà cao vừa ha, cao mà cao vừa, cao vừa, và cái đầu mũi này nó tròn đầy ha, và cái thịt nó dày ha, cái đầu mũi tròn đầy và cái thịt nó dày đó, nó cao vừa, thanh cao, nhìn vào cái mũi của họ nó cân xứng với cái gương mặt của họ đó, nó làm cho cái gương mặt của họ nó có nét gì đó thần thái tươi tốt ha, tươi tốt đó. Mình nhìn vô mình thấy cái gương mặt cái người này có duyên đó, tự nhiên cái mũi nó góp phần rất là quan trọng trong cái gương mặt của chúng ta đúng không đó. Thì các bạn để ý đi, có những người á mũi rất là cao đó, mũi rất là cao nhưng mà nhìn vào cái gương mặt của họ, mình nhìn sơ qua thì mình thấy họ đẹp, nhưng mà mình nhìn kỹ lại, mình nói chuyện với họ, mình nhìn thẳng vào, mình nhìn kỹ vào cái gương mặt của họ thì mình lại thấy là họ không có duyên đó, nó ngộ vậy đó. Có những người rất là ngộ luôn, mình nhìn thoáng qua thì mình lại thấy đẹp, nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ thì lại thấy gương mặt nó không có duyên. Có nghĩa là cái gương mặt của người đó nó có một cái điểm gì đó chưa cân đối, chưa hài hòa, nó bị một cái lỗi gì đó các bạn đó. Và đặc biệt ha, chị em phụ nữ chúng ta thì mình hay hay nâng mũi nè, mình hay nâng mũi ha. Đó thì mình cũng phải xem lại coi là cái mũi mà mình nâng đó, nó có cân xứng với cái gương mặt của mình hay không. Mình đừng có ham nâng cao, tại vì các bạn biết không, cái mũi á mà cao á, cái mũi mà cao quá so với cái gương mặt của mình, nhìn vô là chỉ thấy cái mũi thôi đó, nó cao, nó quá cao và nó không cân bằng, nó không hài hòa với cái gương mặt của mình đó. Và thậm chí có những người á là cái đầu mũi nhọn ra nữa, gán thêm sụn cho nhiều vô để cho giống với người ta đó. Cho nên là những cái người như thế á là cái mũi bị lõi như thế đó các bạn. Mũi cao quá thì lại ngược lại, người phụ nữ của mình mà bị mũi cao quá quá cái sự cân bằng hài hòa với cái gương mặt của mình sẽ làm cho cái người đó là bị lận đận tình cảm đó, bị lận đận tình cảm nha các bạn, bị lận đận tình cảm và buộc cái người đó phải mạnh mẽ là cái trụ cột cho cái người chồng của mình đó. Ngược lại nha, ví dụ mà mình lấy chồng thì mình muốn là cái người chồng của mình họ phải đỡ đần, san sẻ và họ lo lắng cho cuộc sống của mình đúng không. Nhưng không, khi mà những cái người mà lỡ chống cái mũi cao lên, tự nhiên cái vận số tình cảm tình duyên rồi cái người yêu của mình, người chồng của mình, cái mũi của phụ nữ là cái cung phu nha các bạn đó, cái mũi của người phụ nữ lại là cái cung phu, chính là mình nhìn vào cái mũi của mình là mình sẽ biết được cái người chồng tương lai của mình như thế nào. Nên các bạn để ý đi, khi mà các bạn thay đổi cái mũi của mình á, các bạn tự nhiên mình đang quen với cái anh này đó, nhưng mà mình cứ lục đục hoài á, không có hạnh phúc á, mình muốn chia tay đó. Nhưng mà khi mà mình nâng cái mũi lên một cái rồi là lập tức chia tay được liền. Và người chồng cũng như thế luôn, ví dụ hai vợ chồng á mà lục đục với nhau, hay là hoặc là đang im ấm với nhau đi, mà tự nhiên bà vợ theo phong trào đi nâng mũi là về, hai vợ chồng sẽ có những cái chuyện lục đục và sẽ ly hôn, chia tay. Và người yêu cũng như thế luôn, đang im ấm ha, đang im ấm chuẩn bị cưới nhau đi, mà đi nâng cái mũi lên cái là về chia tay liền, không cưới được, đảm bảo. Tại vì sao? Tại vì cái mũi của mình á là nó quy định cái người chồng của mình đó, thực sự là như thế. Cho nên khi mà mình đổi cái mũi, có nghĩa là mình phải đổi đi cái người bạn đời của mình rồi, cái người mà mình đang thương yêu đó các bạn đó. Cho nên đây cũng là một cái bí kíp ha, để chị em phụ nữ mình lụm.
lụm lặt để áp dụng trong cái việc mà tu sửa nhan sắc của mình ha. Là ví dụ mình mà khổ sở quá đi, có những người rất là bạn của My, chính là bạn của My luôn, là khổ sở vì cái ông chồng đó, muốn chia tay, muốn ly dị với nhau cả chục năm rồi mà không ly dị được. Nhưng mà đùng một cái gặp My rồi xong My cũng khuyên là thôi, nếu mà muốn chia tay á, rồi ổng cũng lăng nhăng nữa, ổng đâu có về đâu, không có chăm lo cho vợ con gì hết trơn, nó bỏ bê vợ con nhà cửa, thì thôi bây giờ bạn đi nâng mũi lên đi để thay đổi cái công phu của mình á, thì biết đâu là bạn sẽ may mắn hơn, công ăn việc làm thuận lợi và mình cũng may mắn mà có duyên thì mình gặp được một cái người tốt hơn đó. Thì bạn ấy đi nâng mũi lên và 3 tháng sau là bạn ấy chia tay chồng một cách vui vẻ luôn. Người chồng chia tay và người chồng cũng vui vẻ về chia tài sản đồ này kia, chia tay một cách rất là vui vẻ đó. Đó là cái phong thủy của cái gương mặt rất là quan trọng luôn các bạn. Còn đặc biệt đối với người nam, người nam thì cái sống mũi của mình á lại là cái đường công danh sự nghiệp của chúng ta đó đó. Người nam á là cái sống mũi là đường công danh sự nghiệp nha đó. Cho nên là chỉ cho bí quyết cho chị em phụ nữ mình đó là nếu mà mình muốn tìm một cái người chồng đó, một cái người bạn trai mà sắp tới sẽ là có đường công danh sự nghiệp giàu có thuận lợi á, thì mình nên tìm những cái người mà có mũi mà như My vừa nói đó ha, là mũi thanh cao vừa ha các bạn đó. Thì cái người đó và cái mũi này nó không có bị gồ nha, nó không có bị gồ ngay chỗ này nha. Tại vì khi mà mình có cái mũi gồ như vậy nè, cái đường sự nghiệp của mình nó sẽ trắc trở, công ăn việc làm của mình nó sẽ hay gặp khó khăn á, không có được như ý muốn của mình á. Cho nên là nam mà có cái gồ ở đây là cũng lận đận tình cảm nè, lận đận sự nghiệp nha các bạn đó. Cho nên là mình tìm những cái người đàn ông mà mũi tốt như vậy đó, và ở đây nó cũng dày, nó cũng tròn và nó cũng dày đầy đặn á ha, thì sẽ giữ được tài sản tiền bạc đó, tiền bạc sẽ sung túc rồi mình lấy đó. Đó là một bí kíp cho các bạn ha. Và người nam mà nếu mà cái mũi họ cao, họ cao mà họ rất là cao và nó quặp lại ở đây, nó quặp lại ở ngay chỗ cái đầu mũi, mình gọi là cái mũi két á các bạn, mũi két, thì những người đó lại rất là nham hiểm nha, cực kỳ nham hiểm luôn đó. Và họ làm cái gì mình, họ tính toán cái gì với mình đó là mình không biết đâu, họ dễ đâm sau lưng lắm đó. Cho nên là mình hãy để ý. Và ngược lại người nam á, nếu mà mũi thấp á thì cái công việc của mình lận đận thì thật sự mình cũng nên nâng cái mũi mình lên, nâng cái mũi lên để mà cho cái đường đời của mình nó được thuận lợi, may mắn suôn sẻ hơn ha đó. Và những người mà có cái đầu mũi mà họ nhếch lên vậy, họ nhếch lên, họ nhếch lên và cái lỗ mũi này họ bị hở nhiều á các bạn, hở nhiều quá là tài sản của mình á nó đi ra nhiều, có nghĩa là mình làm 10 thì nó đi ra cũng hết 9 rồi, 8 9 gì đó, mình giữ lại rất là ít luôn đó, nó không kín. Tại vì cái đầu mũi này nè nó giống như là cái kho chứa tiền của con người mình vậy đó, cái kho vận mệnh giàu sang của mình vậy đó. Cho nên là khi mà nó hở như vậy á thì nó sẽ đi ra hết đó. Cho nên là mình xem cái này xong rồi mình về mình cân nhắc, mình coi là cái phong thủy gương mặt của mình ha. Rồi cái điểm kế tiếp nữa là cái nụ cười. À, cái nụ cười nha các bạn. Cái nụ cười của một người ha, một người mà họ có cái nụ cười đẹp, cái vòm môi của họ giống như là cười vậy, lúc nào họ cũng giống như là cười mặc dù họ không cười đó. Cái nhìn cái vòm môi của họ rất là, mình nhìn vô là mình thấy được là cảm giác như người này cái tinh thần của họ lúc nào họ cũng vui vẻ hết á, họ lạc quan, họ yêu đời đó. Thì những cái người như thế lại là quý tướng ha, cái vòm môi giống như cười. Và thêm một cái nữa là khi mà bạn cười, bạn cười ha, thì tự nhiên cả cái gương mặt của bạn nó bừng sáng lên,
Đó, đó cũng là một cái quý tướng. Là có những người á, ngộ lắm nha. Khi mà người ta nói chuyện với mình bình thường á, mình thấy người ta không bình thường, người ta không có đẹp lắm ha, nhìn có duyên thôi, dễ thương. Nhưng mà tự nhiên người ta cười lên một cái mình thấy là cái người này sao mà ta cười nhìn đẹp quá, nhìn cái gương mặt người ta đẹp hẳn ra luôn. Đó, đó lại là cái quý tướng ngầm ha các bạn. Đó. Và kế tiếp là cái hàm răng. Đó, cái hàm răng của chúng ta mà nó đều, nó trắng. Đó, nó đều, nó trắng ha. Thì lại là cái quý tướng luôn. Chứng tỏ là cái răng, cái tóc là gốc con người. Đó, cái răng nó chính là cái gốc nó của cái sức khỏe của con người mình. Và các bạn để ý đi, những cái người mà giàu á, đa số là họ có cái hàm răng rất là đẹp luôn, đều đẹp. Và đặc biệt á, là cái răng mà của họ, cái số răng của họ nhiều quá. Có người á, là họ có 30 cây nè, 30 cây đó, nhưng mà 30 cây đến 32 cây là bình thường ha. Nhưng mà có người lại có 34 cây răng đó, nhiều hơn so với người khác, thì họ rất là giàu luôn, họ giàu ngầm á các bạn, giàu lắm đó. Từ từ không biết họ lây hay họ làm cái gì đó mà họ cũng giàu có, họ cũng sung túc vậy đó. Và có một cái quy luật á, là ví dụ á, mình trên gương mặt của mình, trên cơ thể của mình mà mình thừa cái gì đó thì báo hiệu là một cái sự dư giả cho cái cuộc sống của mình ha. Ví dụ như mình có cái lỗ tai mà cái dái tai của mình á, nó to hơn so với người khác đi, hoặc là cái tai mình nó to hơn so với người khác đó, thì cũng là mình sống thọ ha, mình tốt hơn đó. Rồi đó, nói chung là cái má cũng vậy, cái má mà ví dụ nó tròn đầy hơn, nó đầy đặn hơn. Cái gương mặt của một người á mà nhìn họ cũng không đẹp sắc sảo lắm nha, nhưng mà bạn để ý là những cái người mà có cái gương mặt mà tròn đầy đầy đặn á, thì họ cũng có được cái cuộc sống sung túc, tiền bạc cũng được thoải mái dư dả ha. Đó là một điều nữa, là cái gương mặt đẹp nha các bạn, cái gương mặt đẹp cũng là một quý tướng, với điều kiện là chưa qua chỉnh sửa ha. Đó, chưa qua chỉnh sửa, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ nha, thì cái gương mặt đẹp á thật sự là một quý tướng á các bạn. Và đặc biệt cái gương mặt đẹp đầy đặn hài hòa đó, nó cân đối với cái cơ thể của mình, cái gương mặt của mình ha, điểm nào ra điểm đó, đúng điểm đúng chỗ ha. Đó, và có thần thái, rồi nhìn cái gương mặt của cái người đó mình nhìn thấy có cái sự thánh thiện, có cái sự thanh khiết đó, có cái sự nhân hậu, có cái sự sang trọng, có một cái sức hút gì đó vô hình mà mình nhìn vô là mình thấy người ta đẹp. Sao mà cái người này họ đẹp quá, họ sang quá ha, họ có quý tướng ha. Đó, có những người mình nhìn như thế là mình biết được là cái người này họ có phước rất là nhiều luôn. Và thật sự là những cái người mà có gương đẹp, gương mặt đẹp đó các bạn, là những người thật sự họ rất là có phước, họ rất là có phước ha. Họ đã tích góp, tích lũy, tích nhặt cái phước của họ, họ đã gieo được những cái duyên lành thiện nghiệp từ rất là nhiều kiếp trước rồi, để cho đến bây giờ họ sanh ra họ có cái gương mặt đẹp như thế, là họ có được cái quý tướng, là chắc chắn là họ sẽ sinh vào những cái gia đình rất là giàu có, và họ đi tới đâu là cái con đường sự nghiệp của họ nó thuận lợi, nó suôn sẻ tới đó ha. Đó, và tiếp theo nữa là cái giọng nói đó. Hôm nay sẽ có thêm một cái bí quyết để cho các bạn xem tướng số ha. Đó là cái giọng nói, cái giọng nói nha các bạn. Có những cái ông thầy mà xem tướng số á, khi mà vào á thì họ không có cần nhìn mặt mình đâu, họ có một cái bức rèm để họ che lại, để họ không phải nhìn vào mặt của cái người khách của họ. Tại vì khi mà nhìn vào người khách, nhìn trực tiếp vào người khách, nhìn cách ăn mặc của họ thì sẽ làm phân tán đi cái sự chính xác, để khi mà họ coi, họ gieo quẻ thì nó không còn chính xác nữa. Tại vì sao? Tại vì khi mình dòm người ta, mình thấy người ta ăn mặc sang trọng, rồi cái mặt của người ta cũng xinh cũng đẹp, mà không biết có phẫu thuật thẩm mỹ hay không thì không biết đó, thì mình coi như vậy thì đâu còn chính xác nữa đâu. Đó, cho nên có những cái ông thầy bói mà họ giỏi á ha, thì họ sẽ có cái bức rèm họ che lại, họ không cần phải nhìn mặt người khách luôn, họ chỉ cần xem chỉ tay và họ nghe giọng nói của người đó. Đó là khi mình tới, họ sẽ hỏi mình một cái câu gì đó để mình trả lời.
À, ví dụ cô từ đâu tới, à đó cô bao nhiêu tuổi, cô đi đường có mệt không đó. Họ chỉ cần hỏi những cái câu đơn giản vậy thôi để mà họ nghe cái câu trả lời của người khách này, để họ biết được cái giọng nói của người này như thế nào đó, giọng nói như thế nào, để mà họ biết được, họ đánh giá được ngay cái từ phút đầu tiên đó nó có cái sự chính xác hơn. Đó là cái giọng nói phải là giọng nói trầm ấm và vang đó, vang nha các bạn, trầm ấm mà vang là một cái giọng nói hay đó, giọng nói quý tướng, giọng nói của một cái người mà sẽ có được cái cuộc đời giàu có sung túc, đó là giọng nói phải trầm ấm và vang. Phụ nữ cũng như thế và đàn ông cũng như thế đó, có những người họ nói cái giọng của họ là trầm ấm nhưng mà lại không vang, nó có cái đứt quãng ở cuối cái giọng nói nha các bạn đó, nên mình hãy để ý xem cái giọng nói của mình, và cái giọng nói của mình dần dần á mình cũng có thể tập luyện được đó các bạn đó. Và có những người á cái giọng của họ rất là vang nhưng mà nó lại không được trầm, nói ra cảm giác người người nghe người ta nghe khó chịu đó, người ta khó chịu, nó có một cái lỗi gì đó. À, mà mình nghe mình tự nhiên mình thấy nó khó chịu, nó chối tai mình không thích nghe đó, là có những người như thế đó. Thì nếu mà có những người như thế mà bây giờ mà họ đang giàu, họ đang sung túc thì cũng là báo hiệu cái đường đời của họ, họ sẽ có một cái có một cái ngã rẽ gì đó, một cái sự biến cố biến đổi gì đó trong cuộc đời của họ, đặc biệt là cái giọng nói của mình. Mình hãy cố gắng mình rèn luyện cái giọng nói của mình làm sao để mà khi mà mình nói ra cái hơi của mình nó phải dài, nó phải đủ cho cái câu nói của mình cho tới cái lúc mà mình chấm dứt, mình không có bị đứt quãng, mình không có bị phải lấy hơi, mình không có phải bị hụt hơi giữa chừng đó các bạn. Đó các bạn hãy thay đổi và mình rèn luyện cái giọng nói của mình là bằng cách nào. Có những người á các bạn là họ không có cái giọng nói hay đâu, lúc đầu á nghe đầu đời, cái giai đoạn đầu đời của họ họ nói chuyện rất là chanh chua ha, nghe rất là khó chịu chối tai luôn, nhưng mà từ từ á họ tu tập cái lòng từ bi của họ. À, nó hay vậy đó, họ tu tập cái lòng từ bi là họ hay giúp người nè, giúp đời nè, phụng sự cống hiến đó, rồi họ hay lễ Phật nè, lễ Phật sám hối, rồi làm cái nhiều công đức lành, và đặc biệt là họ tu tập cái lòng từ bi đó. Cái lòng từ bi là thương yêu tất cả chúng sanh đó, là thương yêu tất cả chúng sanh là sao, có nghĩa là khi á mình hồi đó giờ mình chỉ thương mình thương bản thân mình thôi đó, ai người xung quanh mình cũng không quan tâm, hoặc là nhiều khi mình nói chuyện nhưng mà mình giả lả á, mình giả lả với người ta, mình thảo mai á các bạn, gọi là thảo mai đó. Chị khỏe không, chị lúng gầy, làm lương được bao nhiêu tiền rồi, thế này thế kia, mình hỏi thăm gì đó, nhưng mà mình không có thật tâm các bạn, trong tâm mình không có thật tâm. Hay là mình hỏi thăm, chị nghe nói chị bị bệnh, nhưng mà lúc này chị khỏe chưa, chị đỡ chưa, vậy đó mình hỏi qua loa vậy thôi, chứ mà trong tâm mình á mình không có thật tâm là mình thật sự muốn mong muốn cho cái người này họ sẽ hết bệnh đó. Rồi mình hỏi với cái tâm mà mình thương yêu, mình thật tình, mình chân thành, không biết chị này chị hết bệnh chưa ha, chị có tìm được đúng thầy đúng thuốc để chị chữa bệnh của chị hay chưa. Mình qua, nếu mà mình gặp được đúng thầy đúng thuốc á, mình biết ai mà thầy giỏi á thì mình chỉ cho người ta ha, thế này thế kia đó, thì là mình phải thật tâm nha các bạn, mình phải thật tâm. Rồi á có những khi mà mình tình cờ mình gặp cái người mới quen của mình ở, hoặc là mình tình cờ đi ở trên đường mình va chạm với một cái người nào đó thì mình nổi nóng lên, đi không thấy đường sao mà đâm tôi thế này thế kia đó, mình quạo lên, mình nổi giận lên đó, thì như vậy là mình không có từ bi đó. Cho nên đó là mình đi, mình tình cờ mình gặp ai ở trên đường thôi, ai mình cũng vui vẻ, mình không vui vẻ thì mình cũng đừng quạo, mình cũng giữ một cái gương mặt bình thản ha, bình thản. Và nếu mà mình tình cờ mình va chạm ai đó thì mình xin lỗi người ta trước, rồi mình lúc nào ở trong tâm của mình á, trong tâm của mình á các bạn, thì mình hay niệm cái câu thần chú là con nguyện trải lòng từ bi
thương yêu hết tất cả chúng sanh. Đó, mình nguyện như thế. Mình nguyện cái câu thần chú đó mình cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, mình cứ mình nhớ là mình niệm, mình nhớ là mình niệm. Đó, có những bạn là hay niệm mô Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì các bạn niệm Phật thì cũng tốt, nhưng mà bù lại mình thêm một cái câu này vô để mà mình tu tập cái lòng từ bi của mình. Tại vì khi mà mình tâm của mình thật sự có cái lòng từ bi, có cái lòng trắc ẩn, trắc ẩn ha các bạn, có cái lòng trắc ẩn là sao? Có nghĩa là mình thấy người khác bị bệnh, hoặc là mình thấy người khác bị nạn, hay là bị một cái điều gì đó khó khăn, bất ngờ, những cái biến cố gì đó, những cái tai nạn gì đó ập tới với người ta mà mình cảm thấy là mình thương xót thật sự, giống như chính bản thân mình bị đó, chính bản thân mình bị ha, mình cảm nhận được cái nỗi đau người ta đang phải chịu đựng vì cái căn bệnh hoành hành người ta đó, mình cảm nhận được cái nỗi buồn, nỗi thất vọng, cái sự tuyệt vọng khi mà những người mà họ mất việc làm, hoặc là họ không có tiền, họ bị đói khổ đó, là mình nhìn thấy mình cảm thấy xót xa, mình tuyệt vọng đó, thì mình đặt mình biết cảm nhận được cái cảm xúc của người khác giống như là mình chính là họ đó, thì những người như thế chính là những người có cái tâm từ bi đó. Và thậm chí mình thấy những cái con vật mà nó bị giết hại đó, hoặc là tình cờ mình đi ở trên đường mà mình thấy có cái con chim nó bị cán chết, con mèo, con chó nó bị cán chết, con quạ nó bị cán chết, thì tự nhiên mình thấy xót, mình nhói ở trong tim của mình đó các bạn. Đó thì chính là những người đó là họ có cái lòng trắc ẩn cao nhiều, và họ có cái lòng từ bi đó. Thì những người như thế thì cuộc đời của họ, họ dần dần họ sẽ rất là may mắn luôn. Tại vì sao? Khi mà mình có cái lòng từ bi, thương yêu chúng sanh như thế, thì chư Phật, chư Thiên, chư vị Bồ Tát đó, và cái đức tin của mình lúc nào cũng gia hộ, bảo bọc cho mình đó, gia hộ, bảo bọc, bảo vệ cho mình. Tại vì mình là một cái người con của Phật, tại vì Phật là thương yêu tất cả chúng sanh đó. Đức Phật rất là vĩ đại, Đức Phật không phân biệt chúng sanh ba cõi sáu đường, hay là 300.000 chúng sanh của thế giới, động vật, con kiến, hay là bất cứ một chúng sanh nào, những cái con dồi li ti nhúc nhích Phật cũng thương luôn đó. Mà mình thương được những cái chúng sanh đó có nghĩa là mình là con của Phật, đúng không? Đó, mình làm được cái điều giống của Phật, Phật thương chúng sanh, mình cũng thương chúng sanh, thì mình mới là con của Phật chứ, đúng không? Thì Phật sẽ bảo vệ, Phật sẽ gia hộ cho những cái ước nguyện, cái nguyện ước của mình, những cái công việc của mình, những cái dự định mong muốn của mình, nó sẽ dần dần được thực hiện các bạn ạ. À, đó, các bạn hãy tin cái lòng tu tập, lòng từ bi rất là nhiệm màu luôn. Và đặc biệt nha, những cái bạn mà hay gặp ma các bạn, khi mà mình đi qua cái chỗ nào mà đáng sợ á, ban đêm mình đi làm về tối, hay là mình qua nghĩa trang nghĩa địa, hoặc là mình ở trong nhà mà có ma, thì mình cũng trải lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh đó. Mình niệm cái câu thần chú này, mình niệm cái câu thần chú này thì đôi khi nó lại linh hơn là cái câu là Nam Mô A Di Đà Phật đó, hoặc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha. Tất nhiên là cái câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cái câu thương hiệu rồi, cái câu mà đảm bảo nó sẽ linh rồi. Nhưng mà không phải lúc nào mà Phật cũng cứu các bạn được. Tại vì Phật muốn cho các bạn tự bản thân các bạn phải biết yêu thương chúng sanh đó, tự bản thân mình phải khởi được cái tâm, phải tu tập, rèn luyện được cái tâm yêu thương chúng sanh, thì chính mình mới có quy đức, chính mình mới có lực để làm cho những cái hương linh, cái vong linh ở trong nhà mình họ 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 cảm phục mình đó các bạn. Ngộ như thế, những cái hương linh đó họ biết tâm của con người, mà họ biết tâm của mình là họ biết người này xấu, người này ác, hay là người này tốt, người này đạo đức, người này có thương họ hay không, người này có làm cho họ khó chịu phiền toái họ hay không đó, người này có muốn xua đuổi họ, dùng bùa, dùng tà thuật, bùa ngải để mà trù yếm họ hay không, là họ biết mà. Cho nên á, là nhiều khi mình bị ma đè á, mình niệm cái câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng mà vẫn không thoát được, vẫn vẫn bị đè. Nhưng mà câu thứ hai các bạn niệm là tôi nguyện trải lòng từ bi
thương yêu hết tất cả chúng sanh. Đó, tôi nguyện trải lòng từ bi, yêu thương hết tất cả chúng sanh. Tôi nguyện trải lòng từ bi, yêu thương hết tất cả chúng sanh. Đó, bạn niệm như thế với cái tâm thật lòng của bạn là tôi yêu bạn, tôi thương bạn. Bạn hãy xuất ra đi. Đó, thì bạn khởi cái tâm đó như thế là họ biết được cái tâm mình là chân thật, à mình không muốn hại họ. Đó thì họ cũng sẽ không hại mình. Đó các bạn, đó là một bí kíp nha, dành cho các bạn mà hay bị ma đè, ngủ bị ma đè, bị bóng đè ha, là các bạn hãy niệm cái câu này. Đó thì nó rất là linh luôn ha. Rồi cái giọng nói, quay lại là cái giọng nói của các bạn ha, khi mà mình niệm cái câu thần chú đó, mình rèn luyện cái lòng từ bi của mình, dần dần cái giọng nói mình nó sẽ hay hơn, và khi mình nói ra là người khác bị thuyết phục. Đó, người khác bị thuyết phục là họ muốn nghe mình nói, họ cảm thấy dễ chịu nghe cái lời nói của mình, họ cảm thấy tâm của họ được an, được vui, có cái gì đó để họ học hỏi, họ tin tưởng. Đó là mình có thể rèn luyện cái giọng nói hay được, và cái giọng nói hay cũng là một trong những quý tướng của các bạn, đảm bảo cuộc đời của các bạn sẽ suôn sẻ, sẽ giàu có, sung túc hơn ha. Rồi cái dáng đi ha, cái dáng đi của mình ha, là có một cái điều á, là cái quý tướng cũng là những cái người mà cao nha các bạn. Người cao lại là có quý tướng ha, có phước thì mới được cao á, là họ đã gieo cái nhân mà tôn trọng những cái bậc thánh, những cái bậc mà đáng kính, thì họ họ lúc nào họ cũng có cái tâm khiêm hạ, khiêm tốn, thấy mọi người giỏi hơn mình, muốn cho những cái điều tốt đẹp hơn cho mọi người. Đó, họ có cái tâm khiêm hạ, họ chỉ thấy là họ nhỏ nhoi, họ không là gì hết, thì ngược lại cái nhân quả lại mang cho họ một cái quý tướng là họ sẽ được cao. Đó, cho nên cao cũng là một cái quý tướng ha. Và cái dáng đi của người á cũng rất là quan trọng. Cái dáng đi của người, một con người sẽ báo hiệu là cái người đó họ sẽ may mắn hay là họ sẽ vất vả, lận đận lông đông ha. Có nghĩa là một người mà có dáng đi thẳng, giữ lưng thẳng, và cái chân của họ đi trước cái thân người của họ. Đó, đi thẳng, đi thẳng, và cái chân mình sẽ đi trước cái thân của mình. Đó, ngược lại có những người các bạn để ý đi, cứ đi lủi 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 vậy, đi lủi 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 lủi, có nghĩa là họ đi cái thân của họ hướng về phía trước, hướng về phía trước, sau đó mới tới cái chân của họ. Đó là những người, đó là những người chạy ăn từng bữa, họ có tiền nó ra, họ có tiền nó ra, họ làm việc rất là vất vả, họ không có giữ được tiền các bạn, rất là vất vả lận đận luôn. Đó, còn mà có cái người mà họ đi cái tướng đi rất là thư thái, thanh thản, thần thái, cứ từ 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 vậy đó, không có cái gì vội vàng gấp gáp, mà nhìn cái tướng đi của họ rất là sang luôn. Nhất là những người mà đi hai hàng đó các bạn, đi hai hàng thì mình thấy đi sàn qua sàn lại như vậy á, nhưng mà thật ra những cái người đi hai hàng lại là những cái người có cuộc sống rất là sung túc nha. Đó, ngộ vậy đó. Nhưng mà không phải là đi hai hàng không là là tốt, mà cái dáng đi mà gọi là thần thái á, thì lại là cái dáng đi mà thẳng, mà thư thái, rồi mình đi cứ kiểu là mình cứ thư thái vậy đó, bình thản vậy đó. Đó thì dáng đi thẳng và cái chân mình phải đi trước cái người mình ở phía sau, thì lại là một cái tướng đi tốt, một cái tướng đi là báo hiệu là người đó sẽ an nhàn ha, có được cái cuộc sống an nhàn, không có cái gì mà phải vội vàng gấp gáp hết á. Đó thì hôm nay thì mình chia sẻ cái video này tới đây, và nó sẽ còn thêm một phần nữa. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, và mong là các bạn có được những cái giây phút thư giãn qua cái xem tướng cho cái bản thân của mình, để khắc phục những cái nét và cho cái tương lai đời sống công việc của chúng ta được thuận lợi, suôn sẻ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn.